nói của Hoài Lâm khiến Bạch Công Khanh ngỡ ngàng. Mới đây trên TikTok của mình, Hoài Lâm đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại tiết mục song ca giữa mình và Bạch Công Khanh trong một đêm nhạc cách đây khá lâu. Theo đó đây cũng là lần đầu tiên cả hai cùng nhau hòa giọng trong ca khúc Một Đêm Say. Trước khi bắt đầu phần trình diễn, Hoài Lâm đã gây xôn xao khi tiết lộ không dám đâu, em nhớ anh say năm em mà. Ngay lập tức Bạch Công Khanh cũng vô cùng bất ngờ trước câu nói vô cùng khó đỡ của đàn em. Tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là câu nói đùa của Hoài Lâm dành cho Bạch Công Khanh trước khi câu chuyện rạn nứt của nam em và Bạch Công Khanh nổ ra. Trước cùng hào rạn nứt, Hoài Lâm cũng đã từng hát với Bạch Công Khanh lẫn nam em, thế nên câu nói trêu chọc của Hoài Lâm chỉ mang tính chất giải trí và nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả thời điểm đó. Không liên quan đến câu chuyện cặp đôi nam em Bạch Công Khanh, thế nên đông đảo fan của Hoài Lâm đang mong ngóng một đêm nhạc trong tương lai của nam ca sĩ có sự kết hợp của Bạch Công Khanh hoặc nam em. Không chỉ đi hát trở lại, thời gian qua Hoài Lâm còn khán giả vô cùng thích thú khi chăm chỉ đăng tải những video biểu diễn trên kênh YouTube để khán giả có thể thưởng thức, sẵn tiện cài view. Trước đó sân khấu chia cách bình yên từng được Hoài Lâm thể hiện trong một đêm nhạc cách đây không lâu đã chính thức lọt vào top trending của YouTube. Đây là một thành tích rất đáng tự hào dành cho Hoài Lâm khi thấy được khán giả vẫn rất mặn mà với giọng hát của Hoài Lâm. Cùng với việc nỗ lực trở lại sân khấu ca hát thì Hoài Lâm thời gian qua cũng đã nhận được nhiều lời khen dành cho việc giảm cân thành công khi ngoại hình của nam ca sĩ được đánh giá là điển trai rõ rệt so với thời điểm phát tướng trước kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.